thuốc lá thế hệ mới, bao gồm 3 cái loại là thuốc lá điện tử, shisha và cái thuốc lá nung nóng. Thì đối với lại cái thuốc lá điện tử và shisha đấy, thì nó chứa cái nicotine như bằng một cái dung dịch liên quan đến cái hóa chất, chứ không phải từ cái tác động liên quan đến cái lá thuốc lá. Ngoài ra đấy, thì thuốc lá điện tử và shisha thì nó chứa đến 4.000 các cái hương vị khác nhau. Và chính vì 4.000 cái hương vị khác nhau như vậy, và nếu như các hương vị đó nó trộn lẫn lại với nhau thì nó cũng tạo ra cái sự gây nghiện ngoài cái nicotine cho các cái đối tượng mà sử dụng các cái thuốc lá điện tử và cái shisha này. Riêng đối với lại cái thuốc lá điện tử thì nó còn không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà nó còn ảnh hưởng đến các cái yếu tố liên quan đến cái môi trường, liên quan đến cái tai nạn thương tích, liên quan đến cái trật tự xã hội, mà chỉ riêng CDC của Hoa Kỳ thôi, tức là ở trên 40 bang của nước Mỹ thống kê thì trong cái năm vừa qua cũng đã có 2.600 các cái trường hợp mà thương tích, và trong đó thì có 26 cái ca tử vong liên quan đến cái thuốc lá điện tử. Như vậy là với cái shisha và điện tử, khi mà sử dụng bằng cái việc các cái hương liệu khác nhau, bằng các thiết bị mở mà có khả năng là tự pha trộn các cái dung dịch mà hương liệu khác nhau, thì đã phát hiện ra các cái trường hợp là giới trẻ nhưng mà nghiện ma túy thì người ta lại pha trộn luôn cả cái ma túy, coi đấy là một cái hương liệu để cho cái nấp dưới cái danh nghĩa là thuốc lá điện tử và shisha. Và dưới cái vấn đề như vậy thì các cái sản phẩm này không chịu cái sự quản lý của luật phòng chống tác hại thuốc lá ở Việt Nam. Cho nên là Bộ Y tế dự kiến là sẽ trình với Chính phủ và trình với Quốc hội là cấm cái sử dụng sản phẩm thuốc lá điện tử và thuốc lá và cái shisha trên cái lãnh thổ của Việt Nam, để bảo vệ cái sức khỏe cho người Việt Nam và đặc biệt là bảo vệ cho cái thế hệ trẻ của Việt Nam.